Kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, Tobey Maguire, Kerry Washington và Ray Liotta đã lên sân khấu để quảng bá cho bộ phim The Details. Bộ phim được công chiếu tại Los Angeles vào thứ Hai. Nội dung bộ phim, các ngôi sao điện ảnh Maguire và Elizabeth Banks là hai vợ chồng có một con trai sống chung được 10 năm và có một cuộc sống gia đình bình dị ở vùng ngoại ô. Nhưng gấu trúc đã sớm tàn phá sân nhà của họ, chúng đào phá cỏ và mọi thứ khác. Maguire bắt đầu hành động theo cách phá hoại thay vì giải quyết vấn đề, càng lúc càng gây thêm nhiều khó khăn cho anh hơn. Nhưng cuối cùng thì càng phát hiện ra rằng anh đã tạo ra nhiều vấn đề cho bản thân mình và anh đã phải đi dọn dẹp hậu quả vì anh không muốn mất tất cả mọi thứ thuộc về gia đình mình. The Details hiện đang chiếu theo đơn đặt hàng cho những gia đình sử dụng truyền hình cáp và sẽ chiếu trong một số hạn chế các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 11.